Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 41 trong chương trình Toán 7. Bài này là bài ôn tập kiểm tra học kỳ. Chúng ta ôn tập bằng cách là dựa trên một cái đề minh họa và chúng ta sẽ nhắc lại toàn bộ những cái kiến thức liên quan. Thì trong quá trình mà làm đấy thì thầy sẽ nhắc những cái phần mà có thể là lỗi mắc phải, lỗi thường gặp đúng không? Hoặc là cái lưu ý một số cách trình bày, cách lập luận làm sao cho không bị mất điểm. Đấy. Thì để làm một cái đề này thì đáng nghĩa là 90 phút các bạn làm mà trong chúng đó chúng ta chỉ có khoảng độ 45 phút thôi, thì chúng ta sẽ phải co ngắn cái thời gian làm bài lại một chút, tức là những cái phần nào mà đơn giản thì các bạn sẽ tự trình bày đúng không? Đó. Thế thì ở cái thầy sẽ giới thiệu một cái đề như này. Cái đề là có cấu trúc là có phần 1 là trắc nghiệm. Sau đó bài cái phần trắc nghiệm ấy thì có khoảng độ bài này có 4 câu thôi. 4 câu thì hai câu hình, hai câu đại. Và đến phần tự luận thì cấu trúc đề của phần tự luận là như này. Bài 1 là phần tính toán đúng không? Bài 1 bao giờ có thực hiện phép tính. Bài 2 là tìm x. Thì trong cái phần tìm x này thì người ta tận dụng cho cả tìm x theo kiểu giá trị tuyệt đối và theo kiểu là áp dụng cả tỷ lệ thức vào trong đấy nữa. Đó. Bài 3 là bài liên quan đến tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch hoặc là hàm số đúng không? Trong bài này, đề này thì là một bài theo tỷ lệ thuận. Và cái bài tỷ lệ thuận người ta rất có thể khai thác thêm theo kiểu là vẽ đồ thị hàm số y bằng kx đấy đúng không? Trong bài này, đề này thì chưa có nhưng mà có thể đề nào đó nó sẽ có cái phần câu đấy. Bài 4 sẽ là một bài về áp dụng bài toán đố để áp dụng dãy tỉ số, tính chất dãy tỉ số bằng nhau để các bạn giải như nhiều bài mà chúng ta đã luyện rồi đúng không? Bài 5 là một bài hình, bài hình có 4 câu ABCD. Bài 5 là 3 điểm rưỡi thì cái phần câu D chỉ được 0,5 điểm thôi đúng không? Và một bài tập nâng cao cho những bạn học sinh khá giỏi. Đấy. Với cái đề, cấu trúc đề này là cấu trúc đề của một trường khá là trường ở trong cái top đầu ở Hà Nội. Nên là đề hơi dài một chút và yêu cầu hơi nhiều cái phần kiến thức nâng cao. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là nếu luyện đề thì chúng ta cũng nên luyện ở cái tầm đề như thế này thì khi làm bài sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy. Và chúng ta bắt đầu làm từng phần một. Đầu tiên là phần trắc nghiệm, 4 câu trắc nghiệm. Trước khi làm thì các bạn nên dừng màn hình và làm lại, tự làm cái đề này và bấm thời gian. Thầy nghĩ rằng là các bạn nên làm trong vòng khoảng độ 75 phút đổ lại. Bởi vì khi thi chúng ta sẽ trừ hao 25 phút để kiểm tra bài. Thì chúng ta cố gắng bấm giờ trong 75 phút và thử làm cái này. Và sau đó chúng ta sẽ so sánh kết quả với nhau. Đó. Hy vọng là các bạn sẽ làm phần đúng nhiều. Còn các cái câu khó khăn thì chúng ta có thể là nếu mà chưa làm được thì có thể tham khảo sau. Đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm phần trắc nghiệm. X bình phương bằng 7 thì x bằng bao nhiêu? Đúng không? Thì chúng ta nhớ x bình phương bằng 7 thì chúng ta đã nhớ lại cái gọi là định nghĩa về căn bậc 2 đúng không? Thì 7 sẽ có hai căn bậc 2 là âm căn 7 và dương căn 7. Có nghĩa là x bình phương bằng 7 thì x sẽ bằng cái âm căn bậc 2 của 7 hoặc đúng không? Hoặc x bằng là dương căn bậc 2 của 7. Đấy là kết quả đúng thì chúng ta chọn đáp án mà có phần này, đúng không? Rồi, phân số dạng số thập phân hữu hạn thì chúng ta nhớ lại là khi nào nó vô hạn nhỉ? Khi nào mà nó hữu hạn, khi nào vô hạn thì chúng ta nhớ là khi một phân số mà ở dạng tối giản mà không có ước nào khác 2 và 5 mà mẫu ấy thì phân số ở dạng tối giản và mẫu khi phân tích ra thành thừa số nguyên tố nếu như không có ước nào khác 2 và 5 thì nó sẽ là hữu hạn, còn có thì nó sẽ là vô hạn, đúng không? Vô hạn tuần hoàn. Ở đây 60 thì có 60 thì có sẽ có 2, có 3, có 5. Tức là có 60 sau khi phân tích ra thành nhân tử thì có cả 2, có cả 3, có cả 5. Vậy thì mà lại không rút gọn. Cái này tối giản chưa nhỉ? Cái này phải rút gọn đi đã, không? Rút gọn thì cũng chỉ rút gọn được 5 thôi, đúng không? Cùng chia cho 5. Đấy, thì nó sẽ ở trên sẽ là âm 7 phần bao nhiêu đấy? Âm 7 phần mà chia cho 5 thì là 12. 12 thì nó vẫn còn cái thừa số nguyên tố là 3 nhân với 4, 3 nhân 2 mũ 2 đúng không? Thì nó sẽ là vô hạn tuần hoàn, đúng không? Trong mấy cái này thế này, 26 thì bằng 13 nhân với lại 2 này, thì có số 13 này. 15 thì bằng 3 nhân 5 và chưa rút gọn và
tối giản rồi này. Đấy, thế thì những cái này đều có những cái số mà thừa số nguyên tố mà khác 2 và 5. Nếu chỉ có 2 và 5 thôi thì nó mới là hữu hạn. Thì đây chẳng chúng ta nhìn chúng ta thấy đây có cả 7 nữa. Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì không chẳng nhẽ là không có cái gì là thập số thập phân hữu hạn ở đây à? Nhưng mà thực ra cái phân số này là chưa tối giản, chúng ta có thể rút gọn là bằng bao nhiêu nhỉ? 21 chia 7 ở trên là 3, đúng không? 3 phần 2 mũ 2 nhân với 5 mũ 3 thì cái thằng này này là cái thằng mà số nó có mẫu là khi mà phân tích dạng thập phân dạng dạng thừa số nguyên tố thì nó chỉ có các ước là 2 và 5 thôi. Vậy nó là sẽ viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Đó. Sang câu hình, ta lắc ABC và ta lắc MNP có B bằng N, có AB bằng MN. Vậy thì nó phải làm thế nào nữa để bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, đúng không? Thế vậy chúng ta có nhé, góc B bằng góc N. Muốn cạnh góc cạnh thì hai cạnh đó phải dính dáng đến 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 B, đúng không? Đến B và đến N. Vậy thì chúng ta đã có AB bằng MN rồi. Vậy thì còn nữa, còn AB rồi thì còn gì nhỉ? BC đúng không? BC, bởi vì góc B với góc N thì góc B phải xen giữa hai cạnh mà. BC sẽ bằng là NM rồi thì còn NP nữa, đúng không? NP. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có là AB bằng MN và BC bằng NP và góc B bằng góc N thì hai đáp án bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Chúng ta cũng nếu như bạn thấy khó hiểu thì bạn có thể vẽ hình, đúng không? Vẽ hình ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng này, thì nên nên nhớ theo cách là góc xen giữa thì phải có hai cạnh hai bên, đúng không? B với N thì hai cạnh đó phải gắn với B và hai cạnh bên kia phải gắn với N. B đó là BA và BC, đúng không? N thì đó là NM và còn lại là NP. Dễ hơn, đúng không? Rồi, tam giác ABC, B bằng 90 độ, C bằng 30 độ. Cái này thì buộc phải vẽ hình nào. Một cái góc bằng 30 độ và một góc bằng 90 độ nhỉ. Tam giác ABC đây vuông tại B. 30 độ, 90 độ vẽ phác nhỉ. B bằng 90 độ này. C bằng 30 độ này, A đây này, đúng không? Vẽ đường cao BH này. Đường cao BH. Đấy. Xem nó hỏi góc HBA bao nhiêu, HBA bao nhiêu. Thì đây là bao nhiêu độ? 30 đúng không? Thì các bạn chú ý, thầy xin lỗi là chỗ này phải vẽ đường cao nó phải nhẹ đấy. Rồi, H đây. Góc này 30 thì góc này là bao nhiêu? 60 đúng không? 60 độ thì góc còn lại sẽ là 30, 30 độ. Đấy, thì chúng ta trả lời là góc 30 độ. Vẽ hình ra, đúng không? Vẽ hình ra nháp phát này được rồi, không cần phải vẽ đầy đủ ở trong đấy. Vì câu này cũng trắc nghiệm mà. Rồi, xong phần trắc nghiệm thì chúng ta thấy rằng nó sẽ nhắc về phần số hữu tỉ, phần tam giác bằng nhau, về phần tổng định lý về tổng các góc trong tam giác, ra vuông, đấy, không có gì cả. Chúng ta sang phần tự luận thì sẽ có như sau. Bài 1 là bài kính như này, đúng không? Bài 2 là bài tìm x. Bài 3 là bài nói về một cái tỷ lệ thuận và thầy nghĩ là nên bổ sung hàm số để nếu như mà có thì các bạn sẽ xử lý được. Rồi, quay lại bài tính. Nhìn thì rất là khó chịu đoạn này, nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại 13 phần 20 đây, đúng không? Cái này sẽ bằng là 13 phần 20, đúng không? Ở trong là âm 56,3 trừ đi 43,7 và cái này hình như là 63 là 9 là 100, đúng không? Vậy thì là chỗ này là âm 100 nhân với 13, âm 100 chia cho 20, đúng không? Nhân với âm 100 đây. Và 100 nhân với âm 5, âm 5 nhân với 13 là âm 65. Đúng không? Số này thì chúng ta chỉ cần cẩn thận là nhé. Nhớ rằng là âm A bình phương, âm 1 phần 3 bình phương, âm A bình phương với A bình phương là bằng nhau, đúng không? Cái này sẽ bằng 1 phần, vẫn là 1 phần 3, đúng không? 1 phần 3 bình phương. Vậy chỗ này đó 1 phần 3 bình phương là 1 phần 9 này, đúng không? Cộng với 0,75 tức là 75% tức là 3 phần 4 này, đúng không? 3 phần 4 này. Đấy, các bạn nhớ điều này. Nhân với 5, 3, 15. 15 cộng 3 là 18 phần phần 5 này, đúng không? Trừ đi căn bậc 2 của 36 phần 25 thì cái gì bình phương của 36 nhỉ? 6 đúng không? 25, 25 là 5 đúng không? 5 bình phương này. Chia cho 1 5 phần 4. Chia cho 5 x 1 là 5 cộng 4 là 9 phần 5. Đó. Rồi bằng. Đến đoạn này thì các bạn sẽ làm như bình thường. Hồi lớp 6 chúng ta cũng làm được cái phần này học kỳ 2 lớp 6 rồi đúng không? Nên các bạn chịu khó là làm cẩn thận độ thầy chỗ này nhá. Để chúng ta tiết kiệm thời gian chúng ta làm những bài khác khó hơn. Rồi, sang bài tìm x.
Thì cái phần tìm ích câu A này này thì chắc là đơn giản đúng không? Này sẽ là âm 5 phần 12 x. À từ từ chúng ta sẽ xem là nên lấy cái mẫu chung là bao nhiêu đúng không? Thì mẫu chung là 36 chia cho cả 9 cả 12. Chúng ta lấy mẫu chung là quy đồng luôn cả cả ba cái này đi cũng được đúng không? Hoặc là nếu không thì các bạn có thể làm từng cái một cũng được. Bình thường các bạn có thói quen thì như làm từng cái một đúng không? Cũng được. Rồi 5 phần 12 x bằng 7 phần 9 trừ 25 phần 36. Mà trong khi chuyển sang này thì chúng ta cũng quy đồng luôn đi. 9 nhân 4 36, 7 nhân 4 là 28 đúng không? 7 4 28 phần 36 trừ đi 25 phần 36. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ có âm 5 phần 12 x bằng 28 trừ đi 25 thì còn là 3 phần 36, tức là 1 phần 12. Từ đây mình sẽ suy ra x bằng mấy? 1 phần 12 chia cho cái này đúng không? 1 phần 12 chia cho 5, âm 5 phần 12, tức là nhân với 12 phần âm 5. Và các bạn có thể tính tiếp được đúng không? Tự tính cho thầy âm một phần năm đúng không? Cái đấy dễ. Rồi câu về giá trị tuyệt đối thì các bạn nhớ rằng là giá trị tuyệt đối thì bao giờ cũng sẽ có hai trường hợp đúng không? Ở đây chúng ta có giá trị tuyệt đối 3,25 trừ 3x sẽ bằng là chuyển sang đây là 3 trừ đi 7 nhân 1 là 7 cộng 5 là 12 phần 7 đúng không? Và 3,25 trừ đi 3x sẽ bằng là 7 nhân 3 21, 21 trừ đi 12 thì là 9 phần 7 đúng không? Các bạn nhớ chia ra hai trường hợp giúp thầy. Trường hợp 1 đó là 3,25 trừ đi 3x bằng 9 phần 7. Tự làm ra. Trường hợp 2 3,25x trừ đi 3x bằng trừ 9 phần 7. Các bạn làm nốt. Nhớ là phải có kết luận vì nhiều thầy cô giáo sẽ trừ điểm khi mà không có kết luận. Có hai giá trị đúng không? X thuộc cái gì đó. Hai giá trị vào đây. Đó. Ngắn gọn là như vậy. Còn bây giờ mà chúng ta làm chi tiết các bước theo thì cũng được thôi, nhưng mà nó rất là thời gian. Các bạn cố gắng cẩn thận đoạn này của thầy nhé. Rồi. Sang phần này, câu B. Câu C cũng là một dạng tìm ích nhưng dựa vào tỷ lệ thức. Thì chúng ta xem này. A trên B bằng C trên D. Thế vậy thì chúng ta áp dụng ngay tính chất tỷ lệ thức là tích ngoại tỉ bằng tích trung tỉ, tức là 2x trừ 3 nhân 2x trừ 3, tức là 2x trừ 3 bình phương sẽ bằng là trừ 4 nhân trừ 81 đúng không? Đó, trừ 4 nhân trừ 81. Vậy thì chúng ta sẽ có là 2x trừ 3 bình phương sẽ bằng là trừ 4 nhân trừ 81 sẽ là một số dương đúng không? 4 nhân 1 là 4 là 8, 4 là 32, 324 đúng không? Và nhiều bạn là lấy xem số nào bình phương bằng 324 nhỉ? 18 à? Thử nhớ lên xem là 9 chứ không 18 đúng không? 18 bình phương. Và nhiều bạn ra ngay lại 2x trừ 3 bằng 18 mà quên mất rằng là sẽ có hai trường hợp. Đây chính là trường hợp 1. Trường hợp 1 là bạn ra như này đúng không? Và ra được 2x bằng là 18 cộng 3 là 21 đúng không? X bằng 21 phần 2. Trường hợp 2 rất hay bị quên, 2x trừ 3 bằng âm 18 nữa. Đó. Và 2x sẽ bằng là âm 18 cộng cái này là âm 15. X sẽ bằng là âm 15 phần 2. Và kết luận, nhớ rằng là kết luận không thể hay bị mất điểm đấy. X thuộc 21 phần 2 và âm 15 phần 2. Đó. Thế rồi, vậy cái ba cái bài tìm ích này thì đánh giá là bài này cũng khá toàn diện khi mà nó cho cả tỷ lệ thức vào đây, cả vấn đề về giá trị tuyệt đối ở đây nữa, và một câu đơn giản để các bạn kiếm điểm, cố gắng cẩn thận đừng làm mất điểm phần này. Sang bài 3, bài về tỷ lệ thuận, bài này còn dễ đúng không? Cho y tỷ lệ thuận lợi x theo hệ số a đúng không? Chúng ta làm đơn giản. Câu đầu tiên nó bảo là lại cho thêm một giá trị, khi x bằng trừ 4 thì y bằng 2, và bắt tìm công thức biểu diễn, tức là tìm a thôi đúng không? Vì y tỷ lệ thuận với x đúng không? Tỷ lệ
thuận với x theo hệ số A, theo hệ số tỷ lệ A, từ đó các bạn sẽ suy ra y bằng ax, đúng không? Theo đề bài thì x bằng trừ 4, y bằng 2, đúng không? Vì x bằng trừ 4, y bằng 2 nên bạn suy ra là 2 sẽ bằng là a nhân với trừ 4, đúng không? Từ đó mình sẽ suy ra a bằng trừ 2 phần 2 bằng trừ 4, tức là a bằng trừ 1 phần 2. Đấy. Và công thức biểu diễn suy ra y sẽ bằng là trừ 1 phần 2 x. Đây chính là công thức biểu diễn của cái này, đúng không? Sau đó nó bảo là tìm x biết y bằng âm 8. Đơn giản đúng không? Khi y bằng trừ 8 thì suy ra trừ 1 phần 2 x bằng trừ 8, và suy ra x sẽ bằng là suy ra x sẽ bằng là 8 chia cho trừ 8 chia cho trừ 1 phần 2, tức là nhân với 2, x sẽ bằng là trừ nhân trừ là x bằng 16. Đơn giản đúng không? Cho y tìm x, cho y tìm y. Một bài nữa nó có thể khai thác nữa ở bài này, đấy là nó bảo là vẽ đồ thị hàm số y bằng, trong bài này đề này thì không có, nhưng mà thầy thử đưa cho các bạn luôn, y bằng ax đúng không, tức là y bằng trừ 1 phần 2 x. Sau đó là có thể là nó hỏi thêm là gì nhỉ, điểm A tọa độ là 1 2, điểm C, điểm B có tọa độ là 3 1, điểm C có tọa độ là 4 2, có thuộc đồ thị hàm số không, đúng không? Đây gọi là D đi, có thuộc D không, tại sao? Đấy là cái câu hỏi mà có thể nó sẽ khai thác ở đây. Đơn giản chúng ta vẽ đúng không? Khi mà vẽ các bạn sẽ ghi là D qua đâu nhỉ? D qua gốc tọa độ O, tọa độ 0, 0 và điểm một điểm M có tọa độ, chúng ta tự cho đi, cho x bằng 2 đúng không? Y sẽ bằng là 2 nhân với đây thì là âm 1 ở đây. Rất dễ vẽ ra xong đúng không? Thế còn trả lời xem A có thuộc không? Là thì chúng ta thay vào thôi đúng không? Nào nếu mà giả sử thuộc thì sao nhỉ? Lát nữa chúng ta vẽ sau nhé. Bây giờ chúng ta nói đi. Giả sử A thuộc, giả sử A có tọa độ là 1, 2 thuộc D, đúng không? Từ đó suy ra là thay vào đấy y là 2, 2 phải bằng trừ 1 phần 2 nhân với 1. Điều này suy ra là 2 phải bằng là trừ 1 phần 2. Suy ra đây là điều này vô lý đúng không? Không có chuyện này. Suy ra A không thuộc, không thuộc D. Làm tương tự với B và C thì chúng ta thấy sẽ thấy C là điểm thuộc, vì là 4 sẽ bằng C có thuộc không nhỉ? Trừ 2 sẽ bằng là 1 phần 2, trừ 1 phần 2 nhân 4, C sẽ thuộc. Đấy, các bạn sẽ làm tương tự nhỉ? Thầy sẽ dành chỗ để vẽ cái đồ thị này y bằng 1 phần 2 x như này, y bằng trừ 1 phần 2 x. Đây, vẽ đi qua điểm gốc tọa độ và một điểm bất kỳ mình cho, nhưng mà mình không nên cho to quá, không nên cho tọa độ to quá, vẽ nó khó, nó mất diện tích ra. Mình chỉ cho tọa độ x bằng 1, 2, 3, 4 gì đó thôi, sao cho tốt nhất là lấy nó nguyên, đúng không? Tọa độ nó nguyên thì vẽ dễ hơn. Đây, có thể lấy x bằng 4, y bằng âm 2 nếu như mình thử thế này qua, đúng không? Và đây là lấy điểm M có tọa độ 2 và âm 1, 2, 1 này, 2 này, âm 1 này, âm 2 này, âm 1 đây, tọa độ 2, 1 đây, 2, 1 đây, 2, âm 1 đây, là điểm M, tọa độ là x bằng 2 thì y bằng trừ 1, và nối với cái này thì nó là chính là cái đường thẳng mà biểu diễn đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x. Thì bài này thầy nghĩ là nó không có hàm số thì nó nên cho cái kiểu kết hợp hai này thì bài nó hay hơn, đa dạng hơn, đúng không? Tuy nhiên với cái cũng có thể bài này nó khai thác thêm nữa là gì nhỉ? Bằng đồ thị hàm số hãy xác định những điểm có hoành độ là bao nhiêu đó, tung độ là bao nhiêu đó, đúng không? Ví dụ xác điểm có điểm bằng đồ thị hàm số hãy xác định điểm có hoành độ bằng trừ 1
thì các bạn sẽ thay, đây là trừ 1 nhá, các bạn kẻ vuông góc trừ 1 đây. Đấy, điểm có hoành độ trừ 1 mà thuộc đô thị ẩn số. Đấy, điểm này. Muốn xem nó tung độ bao nhiêu, chúng ta gióng sang tung độ, đúng không? Gióng sang tung độ đây. Thì như đây là x bằng trừ 1 thì y bằng âm 1 phần 2, đúng không? Đây là 1, à dương 1 phần 2, xin lỗi. Dương 1 phần 2, x bằng trừ 1, dương 1 phần 2. Cũng thế, nó bảo là xác định điểm có tung độ là 1 đi chẳng hạn. Tung độ là 1, thì các bạn cứ kéo thẳng cái đường này lên nhá. À, kéo thẳng đường này lên đã. Tung độ là 1 thì từ tung độ 1 này các bạn sẽ kẻ xem nó là như nào. Tung độ là 1. Đấy. Sau đó các bạn kẻ gióng sang kẻ vuông góc của trục tung này và cắt cái này tại đâu thì điểm đó thuộc đồ thị và có tung độ là 1. Muốn xác định hoành độ thì xác định hoành độ một cách gióng vuông góc đây thì điểm có tung độ là 1 sẽ có hoành độ là âm 2. Đấy là các cách đề bài có thể cho đối với bài này. Đó. Chúng ta tiếp tục làm bài 4. Bài tóm tắt như sau: 3 xe đi từ A đến B, hết lần lượt là 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Đúng không? Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là thứ ba là 20 km/h. Tính vận tốc mỗi xe. Bài này có thể nó bắt thêm cả tính quãng đường nữa. Trong đề này chưa bắt, có thể thầy cho thầy bắt thêm đấy. 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ chứng tỏ thằng nào đi ít giờ nhất thì thằng đấy đi nhanh nhất. Có nghĩa là bạn xe thứ nhất sẽ đi nhanh nhất, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có điều gì ở đây? Thứ nhất là nó đi trên cùng quãng đường, đúng không? Và nếu mà cùng quãng đường thì thời gian với lại vận tốc sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Đấy, bài toán này sẽ ứng dụng tính chất tỷ lệ nghịch ở đây. Và sau đó áp dụng cả tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải nữa, đúng không? Chúng ta làm sao? Đúng không? Gọi vận tốc 3 xe lần lượt là ABC, đơn vị là km trên giờ và điều kiện là ABC là những số dương. Thế thôi, không cần phải nguyên. Theo đề bài thì ta có là quãng đường AB, có thể có hai cách lý luận ở đây. Cách 1 các bạn lý luận như thế này. Cách 1 là lý luận theo kiểu tỷ lệ nghịch nhé. Vì đi cùng quãng đường, cùng quãng đường từ A đến B, đúng không? Quãng đường từ A đến B nên và chuyển động đều, chuyển động đi cùng vận tốc không đổi đấy, nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng gì? Nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, đúng không? Tỷ lệ nghịch. Từ đó suy ra là đại lượng tỷ lệ nghịch thì cứ thời gian thứ nhất, thời gian của xe thứ nhất nhân với vận tốc của xe thứ nhất, tức là 3A bằng 4B, đúng không? Bằng 5C. Đấy là cách lý luận thứ nhất. Đây là tính chất mấy nhỉ? Tính chất 1 của tỷ lệ thức, đúng không? Tính chất 1 của phần tính chất 1 không phải tỷ lệ thức, tính chất 1 của tỷ lệ nghịch, của hai đại lượng tỷ lệ nghịch, đúng không? Cách thứ hai mình có thể lý luận như sau. Cách 2, quãng đường đi được của 3 xe lần lượt là cùng là AB, đúng không? Lần lượt là ba A, đúng không? 4B, 5C và 3A thì bằng 4B bằng 5C. Đúng không? Vì là cùng là AB mà. Đấy là cách lý luận thứ hai, không liên quan gì đến tỷ lệ nghịch. Vì chúng ta chỉ cần quãng đường của xe thứ nhất là vận tốc nhân với thời gian, đúng không? Quãng đường xe thứ hai cũng thế. Đấy, vận tốc nhân thời gian. Thế vậy thì cách lý luận này cũng được. Và thêm một cái lý luận nữa chúng ta lấy đây, xe thứ nhất với xe thứ ba đây. Theo đề bài, đúng không? Là gì nhỉ? A trừ C bằng 20. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta làm là gì nhỉ? Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có. Vậy là gì nhỉ? 3A bằng 4D bằng 5C và A trừ C bằng 20. Đây.
3A từ 3A bằng 4B bằng 5C. Các bạn nên suy ra nhỉ, các bạn phải suy A trên mấy bằng B trên mấy bằng C trên mấy đúng không? Thì chúng ta sẽ chia cho cả ba cái này, cho cái bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5 cho dễ là 60 đúng không? 3A phần 60 bằng 4B phần 60 bằng 5C phần 60 đúng không? Suy ra điều này, A phần 20 bằng B phần 15 và bằng C phần 12. Đấy, chúng ta vẫn có A trừ C bằng 20. Do đó bây giờ chúng ta sẽ nói là áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có. Nhớ là phải viết đầy đủ trong bài thi, đừng viết tắt như thầy là bị trừ điểm đấy. A phần 20 bằng B phần 15 bằng C phần 12 bằng A trừ C trên lấy 20 trừ 12. Đúng không? Và bằng A trừ C thì bằng 20. Còn 20 phần 12 thì bằng 8 à? 20 trừ 12, đây trừ 12 thì bằng 8. Đấy, từ đó mình sẽ suy ra là 20 phần 8 này. Đúng không? Từ đó mình suy ra 20 phần 8 thì bằng rút gọn đi là bằng chia cùng chia cho 4 đúng không nhỉ? 5 phần 2 đúng không? Rồi, từ đó suy ra A thì bằng là 20 x 5 phần 2, 5 phần 2 nhân với 20 nhân với, rồi là 50 đúng không? B bằng 5 phần 2 nhân với 15 bằng 5 nhân với 15, 15 chia đôi, 15 nhân với 5 là 7, 75 chia đôi đúng không? C sẽ bằng là 5 phần 2 nhân với 12 bằng 30, hoặc chúng ta lấy 50 trừ 30 cũng được. Cái này là 75 chia 2 thì được là 3 nhân 2 là 6, 37 à? 37,5 km/h. Đó. Như vậy chúng ta được làm kết luận thôi. Kết luận. Đừng ra đến đây mà các bạn lại bỏ đi thì quá là đáng tiếc, chúng ta lại mất điểm. Vì người ta có hỏi ABC đâu. Người ta hỏi quãng đường, hỏi vận tốc mà. Vậy vận tốc 3 xe lần lượt là 50, 37,5, 30 đúng không? Km/h. Đề bài có hỏi thêm là quãng đường của nó là bao nhiêu đúng không? Giả sử người ta hỏi quãng đường AB thì mình chỉ việc lấy là tương ứng đó. Vận tốc của xe nào đó nhân với lại số giờ của xe đó. Ví dụ, vận tốc của xe thứ nhất là 50, số giờ của nó là 3, đúng không? 3 giờ thì bằng là 53, 150 km. Rồi, kết luận. Vậy quãng đường của AB là, đúng không? Nếu đề bài hỏi, trong bài này đề bài chưa hỏi. Rồi, như vậy chúng ta xử lý xong cái bài 4 là bài toán đố về chuyển động mà liên quan đến tỷ lệ nghịch hoặc là liên quan đến cả tính chất dãy tỉ số bằng nhau nữa. Chúng ta sang bài hình. Bài này nhiều điểm nên là chúng ta phải làm cẩn thận. Viết giả thiết kết luận: tam giác DEG có D bằng 90 độ, E bằng 63 độ. Đấy, chúng ta nghe là lạ đúng không? GX vuông góc với DG với điều kiện làm GX là nằm trên nửa mặt phẳng mà không chứa điểm E, không chứa điểm E. M thuộc DG ở M thuộc GX sao cho GM bằng DE. DH vuông góc với EG, chúng ta sẽ lần lượt vẽ hình nhá. Tự nhiên để thước lên gì? Đây, đây như sau. 63 độ chúng ta chỉ vẽ gọi là tương đối đúng không? Đầu tiên là vẽ tam giác này vuông góc và ở đây có như này, 63 độ vẽ tương đối như này thôi. D E G
gx vuông góc với lại gd, và nó nằm về phía mà không chứa điểm e, tức là về phía dưới này. Trên tia gx lấy điểm m sao cho gm bằng de. Đây gm 1 2 3 4 5 đơn vị đây. Gm bằng de là như này. Sau đó dh thì vuông góc với eg. Dh vuông góc eg đây. Và h thuộc eg, còn gk vuông góc với dm. Đấy là giả thiết của các câu B và câu C. Chúng ta cứ làm trước đi đã. Cứ vẽ trước. Ở câu A thì chúng ta thấy rằng khá là đơn giản, rằng là người ta chỉ việc chứng minh là gì nhỉ? Là hai tam giác bằng nhau và DM song song EG. Thì thầy chỉ lấy cái giả thiết đấy đây, bởi vì chứng minh cái giả thiết DM song song EG là các bạn phải chứng minh hai tam giác bằng nhau rồi. À, quay trở lại câu A. Thầy sẽ còn câu A còn đơn giản hơn. DGE bằng mấy? Góc này bằng 63 độ đúng không? Thì góc này sẽ bằng là bao nhiêu? Đấy, quá đơn giản đúng không? DGE sẽ bằng, các bạn phải giải thích nhé, trong tam giác DEG có D bằng 90 độ rồi, G bằng 63 độ, thì góc G góc E bằng 63 độ, góc E với góc G này phụ nhau. Vậy góc G sẽ bằng là 90 độ trừ 63 độ thì bằng là 27 độ đúng không? Phải lý luận ra. Rồi, thế còn câu chuyện là chứng minh DM song song EG. Và trước đó DM song song với EG, người ta bắt chứng minh tam giác DGE bằng tam giác gì? GDM. Đơn giản đúng không? Đấy, câu B. Để chứng minh DM song song với EG, người ta gợi ý trước là hai tam giác bằng nhau, sau đó là suy ra hai góc bằng nhau để và ở vị trí so le trong, đúng không? Thì chúng ta cứ giả sử đề bài chỉ bắt chứng minh này thôi, thì chúng ta phải chứng minh hai tam giác bằng nhau rồi. Đấy là chúng ta phải chứng minh EGD, góc EGD, đúng không? Bằng EGD bằng MDG. Hai góc này bằng nhau và đang ở vị trí so le trong. Đó, thì suy ra điểm này. Chúng ta lại làm với cách là sơ đồ suy luận ngược. Còn khi trình bày lại chúng ta trình bày xuôi. Nào, để chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta đưa về tam giác gì? Đây, DEG, đúng không? Tam giác DEG bằng tam giác DEG thì là GM, GMD. Theo trường hợp gì? Theo trường hợp là đây, có cạnh bằng nhau, cạnh bằng nhau, cạnh chung, góc bằng nhau nữa. Như vậy đây là cạnh góc cạnh đúng không? Cạnh, góc, cạnh. Góc thì đấy là góc gì? Góc thì là góc D bằng G đúng không? Bằng 90 độ. Góc D bằng góc G. Các bạn đây thầy viết tắt nhé. Còn các bạn hiểu D đây là EDG đấy đúng không? Bằng 90 độ. Cạnh, cạnh này là cạnh gì? Cạnh DG chung đúng không? Còn cạnh nữa là cạnh gì? Cạnh nữa là cạnh GM bằng DE đúng không? Cạnh GM bằng DE. Đó, khi trình bày chúng ta nên bắt đầu trình bày từ đây. Xét tam giác này có BG cạnh chung, hai góc này bằng nhau, EG EDG bằng DGM đúng không? Bằng 90 độ. GM bằng DE giả thiết, vậy thì bọn nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy thì góc này bằng góc này, hai góc tương ứng đúng không? Hai góc tương ứng mà lại ở vị trí so le trong. Suy ra là DM song song với EG. Đấy, xong phần câu B. Câu E, câu C. EH bằng MK. Đây là H đây này. Đây là K này. Bắt chứng minh rằng là EH bằng MK ở đây. Câu đấy là câu C. Để chứng minh EH bằng MK, các bạn sẽ đưa về hai tam giác đúng không? Đấy là tam giác gì? DHE đúng không? DHE bằng tam giác gì? DHE từ, nói từ góc nhọn thì đây là GKM. Chứng minh hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì? Đã có cạnh huyền bằng nhau rồi, chứng minh góc nhọn bằng nhau nữa là xong đúng không? Góc nhọn đấy là hệ quả 2 của trường hợp góc cạnh góc. Đấy là hệ quả 2 của góc cạnh góc. Tức là phát biểu hai tam giác vuông mà có một cạnh huyền, có một cặp cạnh huyền bằng nhau, một góc nhọn bằng nhau thì nó bằng nhau đúng không? Đấy là cạnh huyền và góc nhọn.
Cạnh huyền là gì? Cạnh huyền là DE bằng GK, GM rồi, là thiết đúng không? Góc nhọn là gì? Góc nhọn là góc E bằng góc M. Tại sao E bằng M? Tại vì tam giác bằng nhau đây này, đúng không? Từ đây này. Như vậy thì mình sẽ bắt đầu là vì tam giác này bằng tam này nên góc E bằng M, đúng không? Sau đó xét hai tam giác này có cái này và cái này, cái này và cái này, chứng minh trên suy ra bằng nhau theo trường hợp là hệ của hai góc cạnh góc, từ đó suy ra EH bằng MK, hai cạnh tương ứng. Đấy, câu C đơn giản, đúng không? Rồi câu D. Câu D là nó gọi là Y là trung điểm của DG, hãy chứng minh là HIK thẳng hàng hay là Y thuộc HK, đúng không? Hãy chứng minh HIK thẳng hàng. Thì ở bài này chúng ta xem nào, HIK thẳng hàng. Đấy. Chúng ta đã có trung điểm đây, trung điểm đây, có cạnh này bằng cạnh này, vừa chứng minh xong. Có đấy là có cạnh KM bằng EH thôi. Nhưng hai tam giác này chứng mà bằng nhau ấy, chúng ta vừa chứng minh xong ấy, thì chúng ta có suy ra cạnh này được, đúng không? Và có hai tam giác này còn có góc nào bằng góc nào nhỉ? Góc này này, có góc này bằng góc này không? Có rất nhiều cách để chứng minh góc này này bằng bằng góc này. Rất nhiều cách. Cách thứ nhất là có thể chứng minh là hai thằng này song song với nhau và đây hai góc này bằng nhau ở vị trí solet trong. Cách thứ hai để là mình sẽ chứng minh rằng là góc này cộng góc này bằng 90 độ, góc này cộng góc này cũng bằng 90 độ mà hai góc này bằng nhau. Vì sao hai góc này bằng nhau? Vì hai tam giác này vừa bằng nhau ở câu C xong, đúng không? Nhưng tại sao thầy lại nghĩ ra cách chứng minh hai tam giác này bằng nhau? Bởi vì cách chứng minh thẳng hàng ấy, là mình sẽ chứng minh góc này này bằng 180 độ. Tức là chúng ta sẽ chứng minh Y1 Y3 cộng Y4 bằng 180 độ. Dựa vào Y1 cộng Y4 bằng 180 độ, đúng không? Sau đó mình sẽ chứng minh Y3 cộng Y4 dựa vào cái việc là chứng minh Y1 bằng Y3. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu câu D như sau. Chứng minh rằng là IKH thẳng hàng, đúng không? HIK thẳng hàng. Để chứng minh điều này thì chúng ta sẽ chứng minh rằng là góc HIK bằng 180 độ. HIK bằng góc Y4 cộng Y3. Y3 cộng Y4 bằng 180 độ. Đúng không? Mà chúng ta đã có Y1 cộng Y4 cộng với Y4 bằng 180 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh là Y1 bằng Y3. Và lý do để hai chứng minh hai tam giác bằng nhau ấy, là thầy phải chứng minh Y1 bằng Y3 đấy. Thì tức là thầy sẽ lúc đấy thầy nói tam giác IHD ấy. Thì bây giờ thầy giải thích là vì mình phải chứng minh Y1 bằng Y3 nên mình mới phải chứng minh hai tam giác bằng nhau. Đấy là tam giác gì nhỉ? IDH đúng không? Sẽ bằng tam giác gì? ID thì đây là IG, IGK. Theo trường hợp gì? Có cạnh bằng nhau rồi, có cạnh này bằng nhau rồi. Đấy. Vì sao? Vì cạnh này là có hai tam giác bằng nhau ở đây, đúng không? Nào. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng không? Cạnh góc cạnh. Cạnh đầu tiên là ID bằng IG, đơn giản đúng không? ID bằng IG. Rồi, góc. Góc là chúng ta sẽ chứng minh góc G, góc mà HDI. Thầy ký hiệu đây cho nên dễ nhá. 1 2 3. Chúng ta sẽ có 1 2 đây 1 đây đi. 1 2 3 đây đi. Đấy. Chúng ta sẽ chứng minh góc mà D2 bằng góc G2, đúng không? Để chứng minh D2 bằng G2 thì chúng ta làm nào? D2 bằng góc G2. Và cạnh còn lại là cạnh DH bằng GK. DH bằng GK. Ở đâu ra DH bằng GK bây giờ? Thì DH nằm trong tam giác DHE, còn GK nằm trong tam giác là GKM. Thì hai tam giác đó đã bằng nhau rồi. Tức là từ đây chúng ta suy ra đây được, đúng không? Xong. Thế còn D2 bằng G2,
Tại sao D2 bằng G2 thì chúng ta sẽ làm luôn theo cách là nhảy đi. D1 cộng D2 bằng 90, đúng không? Chúng ta đã có là D1 cộng với D2 bằng 90 độ. Còn G1 cộng G2 cũng bằng 90 độ. Đúng không? Vậy thì nếu chúng ta chỉ cần chứng minh rằng là G1 bằng D1 thì G2 sẽ bằng D2, đúng không? G1 bằng D1. Tại sao G1 bằng D1? G1 thì nằm trong tam giác DHE. G2 thì nằm trong tam giác D1 thì nằm trong tam giác DHE. Còn G1 cũng nằm trong tam giác là KGM, mà chúng ta cũng vừa chứng minh ở câu 2 rồi, đúng không? À, câu C rồi. Câu C suy ra cái này, đúng không? Đây là phần đây này. Đó, thì suy ra cả đây nè. Đó. Thế đấy là cái sơ đồ suy luận ngược để chứng minh, đúng không? À, chứng minh xong cái phần này rồi. Thế vậy thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ các bạn là này. Vì tam giác bằng nhau nên có cạnh này bằng cạnh này. Một, đúng không? Vì tam giác bằng nhau nên có góc này bằng góc này. Đó. Mà G1 cộng G2 bằng 90, D1 cộng D2 bằng 90. Vậy suy ra D2 bằng G2. Thế dừng ở đây. Xét tam giác này có cái này và cái này chứng minh trên, cái này và cái này chứng minh trên, cái này và cái này giả thiết suy ra bằng nhau. Bằng nhau suy ra Y1 bằng Y3, đúng không? Mà Y1 cộng Y4 bằng 180. Hai góc kề bù, đúng không? Suy ra là Y3 cộng Y4 cũng bằng 180. Đấy. Vậy thì HIK cùng A. Đấy là cái cách trình bày theo cách từ suy luận ngược trở lên. Đấy. Thì thầy chỉ có đủ thời gian để gợi ý cho các bạn này thôi, cái cách trình xử lý bài này như này thôi. Còn đâu là trình bày thì như thầy vừa nói, các bạn có thể ghi lại lời đấy là có thể hoàn thành bài này rồi. Vậy đi, bài này cũng không khó lắm, chỉ là hơi dài một tí thôi. Đấy. Cũng huy động đầy đủ các cái trường hợp bằng nhau của tam giác, đúng không? Cạnh góc, rồi có cả tam giác vuông, rồi các thẳng hàng. Đấy, một bài điển hình của cái phần hình học lớp 7 có thể như thế. Chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tiếp theo. Chúng ta làm bài cuối cùng trong đề bài, câu A trước nhỉ. Bài khó này mỗi câu được có 0,25. Đề này trường này ra hơi đắt, đúng không? Không sao, chúng ta làm để lấy kinh nghiệm thôi. X chia Y chia Z bằng 5 chia 4 chia 3, tức là X Y Z tỷ lệ với 5 4 3. Hay tính P bằng cái lộm nhộm này, đúng không? Cái này trên này chúng ta phải làm sao xuất hiện được cái này với cái này, đúng không? Đấy. Đề bài ra thế thì chúng ta có là nhảy X trên 5 bằng Y trên 4 bằng Z trên 3, đúng không? Và áp dụng, đúng không? Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, đúng không? Tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có cái gì? Cố gắng xuất hiện cái này, xuất hiện dễ mà. X cộng 2y cộng trừ 3z thì mà. Ừ, thì x cộng với 2y trừ 3z ở dưới mẫu là gì? Cái này là 5, 2y thì tương cái này là 8, đúng không? 2 × 4 mà. Viết là 2 × 4 là đi thì không lại 2 × 4, đúng không? Trừ đi 3z, tức là 3 × 3 ở đây tương ứng ở đấy, đúng chưa? Bằng xuất hiện luôn cái này trong máu này, x trừ 2y cộng 3z. Ừ, thì ở trên là x trừ 2y cộng 3z thì ở dưới là gì nhỉ? X thì tương ứng là 5 trừ 2 nhân với 4 cộng với 3z, tức là cộng 3 nhân với 3. Đó. Giờ bằng cái gì? Bằng x cộng với 2y trừ 3z, đúng không? Chia cho 5 cộng với 8, 5 cộng 8 là 13, 13 trừ đi 9. Đó. 13 trừ đi 9 thì còn 4 à? Đúng không? 13 9 4. Đấy. Bằng cái cụm này là x trừ 2y cộng 3z phần 5 trừ 8 cộng 9, đúng không? Thì lấy 9 trừ 8 bằng 1, 1, 5 là 9 trừ đi 8 là 1, 1 cộng 5 là 6. Đấy. Thì chúng ta có được là cái này trên 4 bằng cái này trên 6. Thế bây giờ tính P bằng cái gì? Thì chỉ chẳng qua suy ra cái này trên cái này bằng, suy ra P bằng cái cục này trên cục này thì bằng 4 phần 6 là 2 phần 3 thôi, đúng không? P bằng x cộng với 2y trừ 3z trên x trừ 2y cộng với 3z bằng 4 phần 6, tức là 2 phần 3. Đó, đơn giản, chúng ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau vài bước là xong, đúng không? Câu B. Đề bài như sau: A cộng B cộng C bằng 2015.
năm nay 2016 khi nó đổi thành ngành 2016 đấy. P bằng 1 trên A cộng B cộng với 1 trên B cộng C cộng với 1 trên C cộng 3 bằng 1 phần 5. Hãy tính Q bằng cái này. Khó, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cái này, mẫu nó có chung như cái này. Vậy thì phải làm sao cho cái Q này liên quan đến cái này. Thì chúng ta nhớ rằng nhé, A cộng B cộng C, cái này này, làm sao để nếu mà thầy ở trên này thì có A cộng B cộng C, trên A cộng B thì nó sẽ tách ra thành là một là một cộng với C trên A cộng B, đúng không? Thì tóm lại là thầy sẽ tính thử xem, tính thử cái này, xét cái A cộng B cộng C trên B cộng C đi, vì khi này thầy tách ra B cộng C với B cộng C thì này thành là A trên B cộng C cộng với 1, thì nó liên quan đến gần cái này rồi, liên quan đến gần Q rồi, đúng không? Cộng với A cộng B cộng C trên B cộng C thì là C cộng A, đúng không? Cộng với A cộng B cộng với C trên A cộng B, đúng không? Sẽ bằng là A trên B cộng C cộng với 1, đúng không? Nhớ này, A thì tách ra thôi là A trên B cộng C cộng với B cộng C trên B cộng C, đúng không? Thì sẽ là A trên B cộng C cộng với 1, đúng chưa? Cộng với, thế này cũng thế, A cộng C thì tách ra, A cộng C trên A cộng C cộng với B trên C cộng A, tức là B trên A C cộng A cộng với 1, và cái cuối cùng là C trên A cộng B cộng 1, C trên A cộng với B cộng với 1. Thì nhớ rằng A trên B cộng C này, B trên C cộng A là C trên A cộng B, chính là Q. Và A cộng B cộng C thì bằng 2015. Vậy cái này thầy sẽ suy ra là rút ra ngoài 2015 nhân với 1 trên B cộng C cộng với 1 trên C cộng A cộng với 1 trên A cộng B sẽ bằng là A trên B cộng C cộng 1, B trên C cộng A cộng 1, C trên A cộng B cộng với 1, đúng không? Thì tức là Q cộng với 1 cộng 1 cộng 1 là 3, đúng không? Thế thì cái 1 trên B cộng C, 1 trên C cộng A, 1 trên A cộng B chính là P, chính là 1 phần 5 đây này. Thì chúng ta thay 1 phần 5 vào đây thôi. Từ đó suy ra là 2015 nhân với 1 phần 5 bằng Q cộng 3. Đó. Các bạn sẽ suy ra là Q sẽ bằng là 2015 chia cho 5 trừ 3. Tự tính cái này cho thấy kết quả này. Đúng không? Như vậy là đây là bằng cái cách là chúng ta làm xuất hiện những cái phần này. Thực ra đề bài này là người ta cho thế tùy biến theo kiểu 2015, 2016 cho thành số 5 thôi, cho nó liên quan thôi. Thực ra thì đề bài ban đầu có thể là cho A cộng B cộng C bằng 1. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn ngay là thay 1 bằng A cộng B cộng C. Đấy, 1 bằng A cộng B cộng C thì dễ nghĩ. Nhưng mà khi mà bằng 2015, 2016 thì chúng ta khó liên lạc cái này với cái này hơn. Đây là cách xử lý là làm sao biến đổi cái Q này liên quan đến P và liên quan đến cái cục này bằng cách như này. Thì tại sao ra được cái này thì thực ra các bạn phải cũng làm nhiều những bài tập nâng cao ấy, thì nó sẽ có cái phản xạ tính toán làm sao đó để từ cái này xuất hiện cái kia. Thì đây là một bài mà cũng sẽ có thể là cái phần này này, nó sau này nó còn liên quan đến cả bất đẳng thức nữa, thì các bạn cứ nên trau dồi vào những cái bài tập nâng cao như vậy thì sau này cái phản xạ và làm bài tập nâng cao sẽ nhanh hơn. Vậy là hôm nay chúng ta xử lý xong cái đề ôn tập kiểm tra minh họa. Cái đề này thì có thể hơi khác so với đề của các trường các bạn. Đương nhiên rồi, không giống rồi. Nhưng mà về dạng đề thì có thể giống đến 70-80%. Thầy không muốn là các bạn sẽ học tủ. Không phải là chứ phải trúng tủ thì mới làm được. Mà các bạn hãy nên làm sao cho mình cái khả năng ấy, mà bất chấp mọi loại đề, dạng đề nào, miễn là trong cái dạng lớp 7 chứ không phải lớp 8, lớp 9, đúng không, là mình có thể xử lý được. Học như vậy thì nó sẽ biến hóa được, tức là gọi là gì nhỉ, dĩ bất biến ứng vạn biến ấy. Chúng ta đã học chắc rồi thì cái kiểu đề như nào chúng ta cũng xử lý được, chứ không nên là cứ học tủ, cứ phải dạng này, cứ phải bài này mới làm được, còn bài khác dạng khác không làm được. Thế vậy thì chúc các bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.